Tiền thất nghiệp đồ tiền này tiền nọ gì không anh? Không có được tiền thất nghiệp gì hết á, mà chỉ lãnh được 2 tuần lễ là 1.200. Dạ. Các bạn xem, em á thì em có đồng đồng à, em tặng cho anh Cái để đó mua là nước quý quá đá quá. 5 đồng, thế cô ít Cảm đồng ơn, nhiều ha, cảm để ơn mua cô nước nhiều đá lắm thôi, nha. chứ em mà cô không có tiền gì nhiều Có cái đó. bệnh hoạn gì đó thì ở đây có cũng có nhiều bạn bè họ đưa vô thẳng nhiều thư, nhưng mà đối với những người mà không có Medicare hay kiết gì đó Dạ. họ vẫn giúp đỡ đàng hoàng, Dạ. cái không sợ. Dạ. Chứ còn chừng năm nữa thì mới có Medicare, còn Dạ. 1 năm nữa. Thưa quý bà con, cô bác, anh chị và các em, hôm nay Phượng sẽ dẫn quý bà con, cô bác, anh chị và các em xem những cái người sống có cuộc sống vô gia cư rất là nghèo khổ ở bên Mỹ, và thành phần này rất là nhỏ nhoi ở bên Mỹ thôi. Và xin phép cho Phượng gọi là các bạn cho nó gần gũi và ngắn gọn thôi nha. Ở đây có một cái anh này, anh đứng ở đây không biết anh làm cái gì mà anh bận đồ như vậy, là thấy là rất là tội nghiệp và đáng thương. Xã hội Mỹ thì có rất là nhiều người giàu và người nghèo thì phần nhỏ nhoi nào đó thôi các bạn ơi, không có nhiều đâu. Và mấy người này là nằm trong thành phần rất là nhỏ nè, đầu óc không được bình thường nè đó. Ở bên đây có rất là nhiều nhà tài trợ hảo tâm, đồ ăn thức uống và bệnh viện. Mà nhiều khi mình đi bệnh viện mà mình không có giấy tờ thì bên đây người ta cũng cứu chữa trước tiên, rồi xong rồi mới trả tiền sau. Ở bên Mỹ này nhiều khi thấy rất là thích, nhưng mà những cái người này là thuộc dạng đầu óc không được bình thường, thành phần nhỏ nhỏ nhoi ở bên Mỹ các bạn. Đây là một cái anh lụm da chai, nhìn sơ qua thì nhiều người nói sao mấy người này sao không có lo lắng. Thực sự ra bên đây người ta cũng rất là lo cho mấy người này rồi, nhưng mà mấy người này thích sống cuộc sống tự do đó các bạn. Đây là một anh đầu óc không có được bình thường, đi lang thang ngoài đường nè các bạn. Ở bên đây là xã hội tự do cho nên không có được nhốt và bắt ai hết. Và những người này mà nếu mà vô một cái nơi, cái chỗ mà ở mà chính phủ lo là không có được đi tung tăng, cho nên những người này người ta không có chịu, người ta thích sống bờ sống bụi, sống một mình như vậy đó các bạn. Hôm nay Phượng chia sẻ có những người người ta cũng còn tỉnh táo, giống như anh này anh đi xin được cái mền nè. Và cái anh này hôm nay anh nhậu mà ở dưới đường anh không chịu đi, anh đi ở trên đó các bạn. Anh nói ở trên là cái đường đi đó, anh đi, anh cho Phượng quay chia sẻ cho tất cả các bạn xem. Nhìn những cái anh nhậu này thấy đi tung tăng như vậy mình thấy mắc cười quá, nhưng mà thấy như vậy cũng thấy là tội nghiệp, vì người ta cũng có cái cuộc sống mà không có giống như những cái người sống cao sang. Và mình thấy như vậy mình rất là thương mấy người này các bạn ơi. Chị tên gì vậy chị? Tên Candy. Candy hả? Chị vẽ gì? Chị có đi ăn tiệc hay đi đâu gì không mà vẽ đẹp vậy chị? Chị hả? Ngồi vẽ chơi vậy thôi phải không chị? Sao chị không lấy một cái kiếng gì á, chị vẽ rồi cái này chị thấy không? Thấy. Hôm nay Phượng tới đây Phượng quay cái cảnh người sống không có nhà cửa, vô gia cư nè các bạn ơi. Chị này chị lấy cái kéo chị cắt tóc chị hết trơn nè, và chị cắt xong rồi bây giờ chị lấy miếng vải gì chị quấn chị buộc lên trên đầu, chị nói là đó là tóc của chị đó các bạn đó. Và sau lưng chị là chị coi bằng cái nắp điện thoại, chị trang điểm nè các bạn ơi. Các bạn nhìn coi nè các bạn ơi, rồi chị lấy cái vỏ điện thoại á, chị không có cái kiến. Chị qua Mỹ rồi giờ chị la chị
chứ vậy bệnh còn nà này em muốn đi làm được nên đó, em muốn làm giấy tờ lại mà không có cơ hội em làm được. Để hàng ngày rồi chị sống thì ăn uống ra sao chị? Thì người ta cho đồ ăn mình về mình ăn, rồi mình muốn gạo về nhà đó mình cho nấu cơm mình ăn thôi. Nhưng mà ở bên này chính phủ Mỹ á, người ta cũng có hỗ trợ chị một cái nơi để chị ở. Nhưng mà ở trong cái nơi mà hỗ trợ cho chị nhà cửa để ở á, thì có luật lệ nhiều quá, gò bó chị không có thích, cho nên chị ra ngoài này chị ngồi chị ở ngoài này chị ở nè các bạn đó. Tại vì tới một cái nơi nào đó là chính phủ bắt là phải giờ giấc ổn định nè, đi ra đúng giờ, đi vô đúng giờ nè các bạn, muốn không phải muốn đi đâu là đi, muốn làm gì làm. Mua khoảng
mua, người ta tài trợ cho những cái anh này. Bây giờ anh xin mấy cái bạn này. Mà có mùa mà mùa dạ. mùa trong khi trở đi ấy, người ta cho đồ nhiều. Dạ. Rất nhiều, rất là từ mưa. Thấy phòng ai? Ha, về tối đắp ánh anh rồi. Ha. Ừ. Ờ, ở bên Mỹ này có nhiều nhà hảo tâm rất là thương anh luôn ha. Thương chứ, không thương sao được. Đó. Không thua được bên cái bạn này đắp ánh anh ha. Đúng vậy. Rồi bây giờ em đi theo anh đi xuống suối coi tới nhà anh sao ha. Rồi đi. Rồi đi. Rồi đó anh các bạn ơi. Bây giờ anh dẫn Phượng đi về nhà ảnh nè các bạn ơi. Xin được cái mền rồi đó các bạn. Nhìn coi cái anh này, anh xin được cái mền, anh ngủ ngon lành luôn kìa các bạn. Ngủ mà mình nhìn mình thấy giống như mê hồn trận luôn á. Đó. Hôm lấy tại đây nè. Ừ. Mà nó bò mà bò phía chết á. Ừ. Tụi nó ăn nữa bò nữa, nhiều khi tụi nó không ăn luôn. Ừ, vậy hả? Ăn còn sang hơn mấy người giàu bên Việt Nam, mấy người giàu bên Việt Nam chưa chắc ăn được cái miếng bò bị cái tết đâu. Ở đây hôm lấy ra ăn nửa bỏ nửa, nhiều khi không cần ăn phân thịt luôn. Thế vậy á, tưởng là nhưng mà lâu lâu cái hội này lại phát cho rồi họ được chia phát cho ngày nào á, cũng ngay cả có đồ ăn hết. Đi nãy giờ chưa tới nữa các bạn ơi. Rồi. Rồi đó, đi vô trong đây nè. Coi coi nhà ảnh như thế nào không dắt. Các bạn đi, ơi, cùng đi vô trong một cái gừng sâu để vô cái nhà của ảnh nè các bạn. Ở trong này giống như gừng luôn á. Đó. Đừng tới nhà ảnh chưa? Được. Dẫn Phượng đi vô trong cái khu đất gần gặm nè các bạn ơi. Đó. Tới nhà rồi nè các bạn ơi. Mấy này đang làm mất nhà vậy. Ôi ôi, cái nhà anh ở đây coi như là khỏi ai kiếm luôn á. Đóng nhà nữa hả? Hả? Đóng nhà nữa. Cây này cũng bị đóng nhà đúng không? Anh ở mình anh ta ở với ai? Ở mình à. Cũng trang cái phòng vậy hả? Ừ, làm đám cái coi cái. Mở cái phòng ra coi cái gì trống vậy? Cái lều giống như là cái sạp vậy đó. Hả? Cái này áo quần thôi. Rồi. Thấy không? Đồ. Mày này lấy ra dán cái gì đó đóng vô làm cái cửa nha. À, bây giờ anh dỡ lên nè các bạn. Ờ, thấy nhà cửa vậy đó. Tới nhà của anh Hòa rồi nè các bạn. Thì nhà anh Hòa này anh ở, anh nãy anh nói anh ở 8 năm hả? 18 năm. 18 năm ở đây rồi nè các bạn. Thì ở như vậy á, thì không có phải tốn tiền nhà, nhưng mà hơi chật chội rồi bất tiện là không có điện đuốc gì hết anh ha. Có là ba cái đèn pin sơ tăng số. Còn ở trên kia thì tụi nó chạy máy điện thì có. Còn buổi tối rồi, nếu mà tối thui vậy rồi anh xài bằng cái gì? Nó có đèn nó có đèn nè. Ở Việt Nam anh ở đâu mà ở gia đình anh có ở đây không? Gia đình ở có. Ở Lớt Gia Tốt. Gia đình ở Lớt Gia Tốt hả? Ừ. Rồi có con có cái gì không anh? Anh nghe vợ được hai đứa con bên Việt Nam. Hai đứa con anh ở Việt Nam hả? Rồi, vậy là có liên lạc với nó không? Có. Hai anh em trên đường đi ra ngoài thì anh này anh đưa Phượng đi ra. Phượng cũng có chút quà nho nhỏ để tặng thôi. Và trên đường đi ra thì Phượng có ghé một cái anh bạn của anh này nữa. Thì Phượng cũng thấy là mấy anh trong đây rất là thân thiện, đáng thương các bạn ơi. Thì Phượng mong những cái nhà hảo tâm, những cái người giàu có hãy mở rộng cái tấm lòng tài trợ cho những cái người này đi. Mấy người này thật là đáng thương. Khu vực này là cái khu vực nhiều người vô gia cư sống ở đây lắm đó các bạn, cho nên mấy cái nhà từ thiện người ta tới đây thường xuyên lắm, cho nên mấy cái anh này buổi tối là không biết làm gì mà giấc ban ngày là ngủ say sưa luôn các bạn ơi. Đó các bạn nhìn coi nè, dài đây quá trời luôn, sống vô gia cư nhiều lắm luôn các bạn. We from people Korean people church.
Korean church. Church, yeah. And, đây là một cái người hảo tâm là các bạn. Receive a donation and the gom mấy cái đồ. Ai mà cho từ thiện á, cái chị thì chỉ gom lại. So the San Jose. Và chị sẽ phát ra cho mấy cái người sống vô dân cư á các bạn. Sunday San Francisco. Giúp đỡ đó là người ta